Phòng cô nương về tới rồi. Mau lên. Hãy mau để xuống đi. Đây là cái gì? Các mối làm ăn của thành Bát Tiên đều có liên quan tới Bát Tiên phủ. Vì vậy trong này đựng tất cả sổ sách của những cửa tiệm. Có cả quán trà và quán rượu nữa. Không ngờ còn có tiền trang và tiêu cục. Hơn nữa còn có cả tiệm thuốc, tiệm gạo, tiệm tơ lụa và tiệm đóng xe ngựa. Thái thái, sao cô lấy được hay vậy? Trong này có rất nhiều bí quyết đó. Rất mong phòng cô nương chỉ giáo. Chủ quán rượu và quán trà đều sĩ diện, không muốn gặp rắc rối với những kẻ giang hồ thảo khống. Bởi vì họ sợ quý hoại danh tiếng tốt để kiếm tiền, sau này khách không tới nữa. Còn người ở những tiêu cục thì hành động ngược lại. Họ ưa mềm không ưa cứng, thông thường đều là nam nhân hành tẩu trên giang hồ. Vậy cho nên không thể từ chối những yêu cầu đáng thương đó được. Còn các tiệm bán son phấn đều là buôn bán nhỏ lẻ, chỉ cần chiếu cố một chút, sổ sách tự nhiên sẽ về tay. Còn về chủ tiền trang thì trên có quan phủ bảo vệ, dưới có bọn cường hào bảo kê, là nơi khó đối phó. Nhưng chỉ cần khẳng khái chính nghĩa, nói rõ mục đích sử dụng sổ sách của họ thì bọn họ sẽ phối hợp ngay thôi. Trước sức hút mỹ nhân kế của phong cô nương, anh hùng kế của ta quả là thua kém rồi. Bái phục, bái phục. Vậy chúng ta còn đợi gì nữa, hãy mau kiểm kê đống sổ sách này đi. Ngày 19 tháng 9 nhập sổ 1.300 lượng. Ngày 1 tháng 10 nhập sổ 1.100 lượng. Trước mặt mọi người ta đúng là vô dụng. Không được nói vậy. Lúc đầu huynh là người đầu tiên đưa ra gợi ý đi lấy sổ sách của quán rượu, nhờ đó mới có việc để làm mà. Thiếu minh chủ, mấy trò không giặc của chúng tôi không thể cứu được Võ Lâm, nhưng huynh thì lại khác. Huynh là truyền nhân duy nhất của Phượng Minh Sơn Trang. Phượng Minh Đao cũng là vũ khí sắc bén ngăn chặn hỗn loạn trên giang hồ. Nhờ có huynh, chúng tôi mới có cốt khí. Đa tạ phong cô nương nhắc nhở, ta sẽ làm tốt trách nhiệm của mình. Những con số này không giống những gì chúng ta đã nghĩ. Một buổi bán đấu giá quả trường sinh, Thạch tiên sinh thu vào đâu có chỉ vài ngàn lượng. Xem ra thì Bát Tiên phủ cũng không có nhiều tiền như vậy. Xuân Hoa, Xuân Hoa, Xuân Hoa. Tần Lưu Phong, huynh mau đi tìm Bốc Đại Phu đi. Bốc Nhị hiện giờ rất có thể chính là Thạch tiên sinh. Bệnh tình hiện giờ của Xuân Hoa, huynh có chắc là muốn tìm Bốc Nhị không? Tất nhiên phải tìm người có y thuật tốt nhất rồi. Ừ. Xuân Hoa, Xuân Hoa cô nương không phải bị thương mà là bị trúng độc. Trúng độc? Muội biết rồi sao? Có phải Thượng Quan Thu Nguyệt hạ độc muội không hả? Thiếu minh chủ, giải độc quan trọng hơn. Chúng ta nghe Bốc Nhị tiên sinh nói sao đã. Không sợ bị chê cười, loại độc mà thiếu minh chủ phu nhân trúng
Bốc mổ mới nghe lần đầu thôi. Thật hổ thẹn với cái danh thần y của huynh trưởng. Thôi vậy, để tớ kêu Lý Ngư đi bốc thuốc. Lý Ngư. Chất độc nghiêm trọng như vậy, ta không yên tâm với y thuật của Lý Ngư. Rất mong bốc nhị tiên sinh đích thân làm cho. Thiếu minh chủ nói rất là đúng. Tên đệ tử Lý Ngư này suốt ngày mãi lo ham chơi, cho nên y thuật đúng là không có tiến bộ gì. Để ta tự tay sắc thuốc, để ta đi sắc. Thiếu minh chủ, ta có chuyện muốn nói với huynh. Hôm nay ta gặp Lý Ngư rồi. Hắn còn nói người sử dụng xác chết họ Trọng. Trọng? Bác tiên phủ hình như không có người nào họ Trọng hết. Ừ, trong danh sách những người mà chúng ta nghi ngờ, có một người có thể có liên quan. Trọng? Bá Trọng Thúc? Bốc nhị? Ta cũng đoán như vậy đó. Nên thuốc của Xuân Hoa cô nương để ông ta sắc, liệu có ổn không? Xuân Hoa cô nương có thể lấy được quyền băng thạch, chứng tỏ Thượng Quan Thu Nguyệt đã đối xử khác với cô ấy. Nếu như thực sự là do Thượng Quan Thu Nguyệt hạ độc, có lẽ hắn chỉ dùng để khống chế Xuân Hoa thôi, chứ không phải muốn giết chết cô ấy. Còn về bốc nhị, nếu như hắn thực sự hạ độc vào thuốc, thì khi chúng ta kiểm tra sẽ có thể chắc chắn Thạch tiên sinh là ai. Thiếu minh chủ, làm như vậy có vẻ không thỏa đáng. Cô đừng lo lắng, ta nhất định sẽ cứu được Xuân Hoa cô nương. Ta cũng sẽ không để cho chuyện như thế này trở nên mất kiểm soát đâu. Ta hiểu rồi. Xin mời, mua đi, mua đi. Tớ lụa thượng hạng đây. Mua đi, mua đi. Phong cô nương và thiếu minh chủ, đúng là chuyện này chưa dứt thì chuyện khác lại đến. À, chào quý khách. Mời quý khách xem hàng đi. Tần Lưu Phong, nói chuyện chút đi. Tần Lưu Phong, ta sẽ đi nhanh rồi về. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, đến nỗi huynh sắp quên rằng mình có một biểu muội. Quên cũng phải thôi, muội ở Thiên Nguyệt Động tất nhiên là không thể qua lại với huynh rồi. Phụ thân của huynh mỗi lần nhắc đến muội đều than ngắn thở dài. Hơn nữa một nơi như Thiên Nguyệt Động, năm đó nếu muội chết cùng với phụ mẫu sẽ được mang danh cả nhà quanh liệt rồi. Chỉ tiếc là muội không dám, lại được Thượng Quan Thu Nguyệt cứu giúp. Thượng Quan Thu Nguyệt cứu người, người trong võ lâm tuyệt đối sẽ không tin. Trong giang hồ đồn là muội nương nhờ Thượng Quan Thu Nguyệt nên lúc đó mới dẫn đến họa diệt môn. Tuy là phụ thân huynh hiểu hết mọi chuyện, nhưng Tiêu lão minh chủ nhiều lần nói chuyện với ông ấy, không cho ông ấy nói ra chân tướng. Đã qua rồi. Lần này đến đây muội muốn nói gì với ta? Xuân Hoa cô nương bị trúng độc có phải không? Độc mà Xuân Hoa cô nương trúng tên là Bách Hoa Kiếp. Nếu không bị rung động thì sẽ không phát tác. Tiểu Nhan, chăm sóc tốt cho bản thân. Ta không tin đâu. Lãnh cô nương, cô ấy thực sự là biểu muội của ta. Ồ, ta thấy huynh còn muốn thân thiết hơn đó. Cô ấy là thuộc hạ của Thượng Quan Thu Nguyệt, sao bọn ta có khả năng được? Không phải là thuộc hạ của Thượng Quan Thu Nguyệt thì hai người có khả năng sao? Bọn ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cô nói vậy.
Hình như lúc nãy hai người nói đến Thượng Quan Thu Nguyệt. Ta đang định tìm huynh để nói chuyện này. Diệp tinh chủ của Thiên Nguyệt Động là biểu muội của ta. Thượng Quan Thu Nguyệt quả nhiên đang ở gần đây. Xuân Hoa cô nương, uống thuốc đi. Xuân Hoa cô nương, mà uống cái này đi. Mau lên. Đây là gì vậy? À, Tuyết Liên Tử. Phong cô nương thật là có tấm lòng hào phóng. Đây chính là Tuyết Liên Tử, có thể dùng nó để giải chất độc thông thường. Bệnh của ta không đáng để dùng thuốc quý giá như vậy đâu. Cô nương đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy. Nếu như lúc đó ta suy nghĩ thấu đáo hơn, thái thái cô nương, cô thật là tốt bụng, rất hợp với Tiểu Bạch. Thế gian này làm gì có hai chữ nếu như, còn đường dưới chân đều phải đi từng bước một mà. Bây giờ cô phải tịnh dưỡng thật tốt, sau này mới có thể sống hạnh phúc với thiếu minh chủ được. Ta thật lòng thật dạ chúc phúc cho hai người. Đa tạ cô. Mới nghe lần đầu. Chưa nghe nói đến. Vấn đề bây giờ là độc Xuân Hoa cô nương trúng không có thuốc giải, bình thường không có gì trở ngại, chỉ là không được rung động. Cô ấy nói giờ trong lòng bàn tay Xuân Hoa cô nương có hình một đóa hoa, nếu biến thành màu đen là do động tình thì sẽ chết một cách đau đớn. Vẫn còn có loại độc như vậy sao? Vậy cho nên giờ Xuân Hoa cô nương trúng loại độc này, tạm thời đừng để Tiêu Bạch biết nha. Ừ. Tần Lưu Phong, độc Xuân Hoa cô nương trúng 8-9 phần là do Thượng Quan Thu Nguyệt hạ độc. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được hắn. Thượng Quan Thu Nguyệt đi mây về gió, chúng ta đi đâu để tìm hắn? Muốn tìm Thượng Quan Thu Nguyệt, mấu chốt nằm ở Xuân Hoa cô nương. Tại sao? Về những chuyện khác huynh nghĩ thấu đáo hơn ta, nhưng chuyện của Xuân Hoa cô nương ta nhất định hiểu rõ hơn huynh mà. Đúng là như vậy. Mỗi khi Xuân Hoa cô nương gặp phải nguy hiểm, Thượng Quan Thu Nguyệt luôn xuất hiện kịp thời. Nhưng ngược lại, Xuân Hoa cô nương không gặp Thượng Quan Thu Nguyệt là sự lựa chọn tốt hơn. Ta không muốn Xuân Hoa cô nương bị cuốn vào những tranh đấu giữa bọn ta nữa. Ta chỉ muốn cô ấy được an toàn, tìm thấy Thượng Quan Thu Nguyệt, ép hắn giải độc cho Xuân Hoa. Độc này không thể giải, làm sao đây?
Tiểu Xuân Hoa đang nhớ huynh sao? Huynh điên rồi, huynh đến đây làm gì chứ? Có thể ngủ yên ổn thì tốt. Tiểu Xuân Hoa lo cho huynh xong, nhưng mà trong lòng ca ca nghĩ, nơi nào có Tiểu Xuân Hoa là nơi an toàn nhất. Ca ca sợ độc bách hoa kiếp của muội phát tác, cho nên không dám tới. Nhưng mà huynh không kiềm được nỗi nhớ muội, cho nên chỉ đành gặp như thế này thôi. Phượng Minh Sơn Trang rất nguy hiểm, huynh mau đi đi. Độc tính của bách hoa kiếp rõ ràng đã dịu bớt đi. Có phải là mấy ngày nay muội không nhớ tới ca ca không? Là Tuyết Liên Tử. Muội không có nhớ huynh. Độc này không thể giải. Xuân Hoa, Xuân Hoa, muội đã ngủ chưa? Xuân Hoa, Xuân Hoa, mở cửa đi Xuân Hoa. Xuân Hoa, Xuân Hoa, lần này tới lượt muội xả thân cứu ca ca rồi. Đã tới lúc nào rồi mà còn nói mấy lời này nữa? Xuân Hoa, mở cửa đi. Thiếu Minh Chủ, hãy bình tĩnh lại đi. Có thể vì Xuân Hoa cô nương ngủ quá say thôi. Ta vào trong xem thế nào. Xuân Hoa cô nương, thứ lỗi ta mạo phạm. Xuân Hoa cô nương, Thiếu Minh Chủ nghe thấy cô kêu đau, sợ chất độc tái phát, lập tức hối thúc ta tới xem. Cô không sao chứ? Ta đâu có sao đâu, mọi thứ đều rất tốt. Mọi người đã biết mà, bệnh này của ta thỉnh thoảng lại tái phát. Vừa rồi ta chỉ nói mớ thôi. Vậy là ổn rồi. Cô làm Thiếu Minh Chủ lo sợ lắm đó biết không? Đã không sao, cô nương nghỉ ngơi sớm đi. Sợ chết mất. Muội muội đang lo cho ta. Yên tâm, ca ca còn phải chăm sóc muội mà. Vừa rồi muội nên mở cửa ra để họ vào giết huynh luôn cho rồi. Muội không nỡ đâu. Hay là muội muốn để cho họ vào thấy huynh và muội chung chăn gối sao? Biến thái. Phong Thái Thái là một cô nương tốt, cho cô ta một manh mối, nói Lý Ngư không phải là Thạch tiên sinh. Ba ngày sau Bốc Nhị sẽ mời mọi người tới dự tiệc,
Đến lúc đó trong thức ăn đều là nhuyễn cần tàn. Tiểu Xuân Hoa tuyệt đối đừng có tham ăn đó. Nếu lúc đó lại trúng phải độc gì nữa, ca ca không cứu được muội đâu. To gan. Ngươi nghĩ là bổn tôn không đề phòng phía sau sao? Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ không ngờ tôn chủ còn ở nơi này. Nhưng gan lớn không hẳn không phải là chuyện tốt. Vậy thì Tiểu Xuân Hoa sẽ không nghĩ rằng ta hại bọn họ nữa. Tôn chủ, các tinh chủ thuộc hạ của Thiên Nguyệt Động tập kết đầy đủ ở ngoài thành Bắc Tiên rồi. Nhưng thế lực Bạch Đạo thực sự lớn mạnh, hành động của chúng ta cũng gây chú ý cho chúng. Không sao, Thiên Nguyệt Động lần này sẽ hiền ngang đến, cũng nên để cho Bạch Đạo biết ai là người nắm giữ thế cuộc giang hồ, người đó mới có thể quang minh chính đại ngang nhiên đi lại. Phượng Minh Sơn Trang ra sao rồi? Bọn họ đang tìm kiếm manh mối về Thạch Tiên Sinh, gây nên rắc rối. Phiền phức, không tự lo được, lẽ nào còn muốn bổn tôn đích thân ra tay sao? Ngày kia Bốc Nghệ Tiên Sinh sẽ tổ chức tiệc để chiêu đãi người Bạch Đạo. Tới lúc đó, nếu Tư Bạch vẫn không phát hiện ra điều bất thường, sợ là sẽ làm liên lụy Xung Qua cô nương. Thủ đoạn của Thạch Tiên Sinh không đáng để bàn đến, nhưng tâm địa của Bạch Đạo khó lường, không biết lại gây thêm phiền phức gì nữa đi. Diệp Nhan, nếu như gây chiến, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần hôm đó có thể tiến hành thuận lợi, bổn tôn sẽ có thể đưa Tiểu Xuân Hoa về Thiên Nguyệt Động. Rõ. Chỉ là thuộc hạ khẩn xin tôn chủ, trước mắt nên chuyển tới nơi an toàn hơn. Nơi an toàn hơn? Mỗi ngày Tiểu Xuân Hoa đều lo lắng vì chất độc trong người có thể tái phát bất cứ lúc nào. Đừng cản ta. Xung Qua cô nương, ta đang tính sổ sách của Bác Tiên Phủ. Thái thái cô nương, điều tra tới đâu rồi? Hiện giờ có hai kẻ đáng nghi là đệ tử của Bác Tiên Phủ, Lý Ngư. Một là sư phụ của hắn, Bốc Nhị. Lý Ngư không phải Thạch Tiên Sinh. Sao mà cô khẳng định được như vậy chứ? Nhưng mà cô nói cũng có lý. Trước đó Tần công tử nghe ngóng được bà chủ quán rượu và Lý Ngư làm mẹ con. Trước đây bà chủ quán rượu ở Lầu Xanh mang thai nên là bị đuổi ra, là thần y thu nhận bà ấy. Lý Ngư tuổi nhỏ ham chơi, bị người ta dụ dỗ thành kẻ cờ bạc, cũng là thần y giúp hắn tu tâm dưỡng tính, nhận làm đệ tử trong môn. Không ngờ là họ đã trải qua những chuyện bi thảm như vậy. Nói vậy thì hai người đó phải mang đại ân đại đức của thần y mới đúng. Nếu không phải bị người khác uy hiếp, chắc chắn sẽ không dùng y thuật mà thần y để lại đi làm chuyện ác. Cô nói đúng đó. Hơn nữa hiện giờ cuộc sống của Lý Ngư cũng là thê thảm cùng cực, không hề có dấu hiệu phát tài. Ngược lại đối với Bốc Nhị, hai năm sau cái chết của thần y, việc làm ăn của hắn phát triển khắp thành Bát Tiên. Vậy cô nói hiện giờ tất cả các điểm nghi vấn đều tập trung vào Bốc Nhị tiên sinh. Điều thú vị nhất là hôm qua Lý Ngư vừa tới thú nhận với ta, Bốc Nhị là Bốc Nhị. Chuyện hắn có phải là Thạch Tiên Sinh, có thể chúng ta thật sự phải nghi ngờ. Suy luận này đúng là có sức thuyết phục. Nhưng mà
bốc nhị vẻ ngoài hiện từ, ta thực sự không dám tin. Mặt tối và lòng tham của con người không ngờ làm người ta mù quáng tới vậy. Nếu hắn buôn bán quả trường sinh đã sớm trở nên rất giàu có, nhưng ta xem sổ sách lâu như vậy lại không có gì khác thường, cho nên mấy thứ này không thể trở thành bằng chứng được. Tham lam và keo kiệt là hai mặt khác nhau. Bốc nhị điên cuồng tìm kiếm của cải, nhưng chưa chắc đồng nghĩa với việc hắn chịu tiêu xài số tiền này. Ta đoán chắc hắn mang số tiền này giấu ở nơi nào đó. Dù sao cũng là chiến lợi phẩm của hắn. Đúng, hơn nữa nơi cất giấu phải là nơi hắn có thể sờ đến, nơi có thể tận hưởng mọi lúc. Vậy thì hắn mới cảm thấy vừa mãn nguyện vừa yên tâm. Ý Xuân Hoa cô nương là của cải đồ sộ của hắn giống ngay trong Bát Tiên Phủ. Ta nghĩ loại người như Bốc Nhị nhất định sẽ cảm thấy nơi có vẻ càng nguy hiểm thì sẽ càng an toàn. Cô nói cũng rất có lý. Vậy Xuân Hoa cô nương hãy ở nơi này nghỉ ngơi đi. Bát Tiên Phủ cũng đâu rộng lớn lắm, nhiều của cải vậy chắc là không khó tìm. Ngay cả phòng nhỏ ta cũng tìm rồi, bên trong bên ngoài cũng trống rỗng, không hề có nơi cất giữ đồ. Đây mới chính là vấn đề. Chúng ta đã mất nhiều canh giờ như vậy lại không có manh mối gì. Phải rồi Phong cô nương, sao Thiếu Minh chủ không đến cùng với cô? Huynh ấy đang phiền não vì chuyện Xuân Hoa cô nương, trúng độc lạ luôn tỏ vẻ lo âu. Nhưng Xuân Hoa cô nương rõ ràng cùng Thượng Quan Thu Nguyệt. Thiếu Minh chủ thích Xuân Hoa cô nương, Xuân Hoa cô nương vừa lúc cũng ở bên cạnh. Chúng ta không nên để Quỳnh ấy biết mấy chuyện đó làm gì. Huống hồ ta khẳng định chiếc giày mà ta nhìn thấy hôm qua chính là của Thượng Quan Thu Nguyệt. Vậy là sao? Ta nhìn thấy bông hoa trong lòng bàn tay của Xuân Hoa cô nương màu sắc đậm hơn. Tiếp tục như vậy không phải là cách. Thượng Quan Thu Nguyệt không thể cứ ở bên cạnh Xuân Hoa. Điều này với Xuân Hoa, với Thiếu Minh chủ đều không tốt. Nói không chừng sóng này chưa lặn, sóng khác lại đến. Phong cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tên Lý Ngư này nhìn giống như phải lòng thái thái vậy. Tiểu tử này khá lắm, nhưng mà cô còn có ta, ta cũng có cô. Cô nương hôm nay tới có phải có chuyện gì muốn tìm ta không? Huynh ta đúng lúc lắm, ta có vài chuyện muốn hỏi huynh. Tại hạ biết gì sẽ nói đó. Huynh tới Bát Tiên Phủ đã hơn một năm rồi, huynh có biết nơi cất giấu của cải đâu không? Tuy trước đây ta luôn bị Bốc Nhị khống chế và sai khiến, nhưng mà người này trước nay luôn cẩn trọng, chỉ ép ta làm một số việc xấu hổ, bẩn thỉu và khổ sai thôi. Những việc khác đều che đậy rất kỹ. Con người này xem tiền như mạng sống, sao có thể dễ dàng tiết lộ nơi giấu của cải cho người khác biết chứ? Cũng phải, nếu hắn nói với huynh thì huynh đã sớm đem ngân lượng bỏ trốn rồi. Nếu thật sự là như vậy thì ta sẽ mất đi cơ hội quen biết Phong cô nương rồi sao? Huynh biết Bốc Nhị tiên sinh có sở thích đặc biệt gì không? Con người hắn không gần nữ sắc,
cũng không nghiện rượu. Ngoài việc dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn mấy nô bộc thì không có gì lạ. Trong mắt người ngoài, so với mấy chính nhân quân tử, hắn kỷ luật hơn nhiều. Có điều, nếu nói sở thích cũng không phải không có. Mà nói thử xem. Bốc Nhị có một sở thích kỳ quặc, thích tự mình quét dọn hành lang dài này. Nhiều lúc một ngày quét tới 3 lần. Cũng không biết là ưa sạch sẽ hay là không nỡ thuê thêm nô bộc. Quét dọn hành lang? Phải. Nhưng việc này với ngân lượng của cải đâu hề liên quan gì. Để tìm ta sao? Một ca ca mặc y phục màu trắng kêu để tìm cô nương lười nhất sơn trang này. Các tỷ tỷ trong sơn trang đều nói người đó chắc chắn là tỷ. Để tìm ta có việc gì? Đưa tiền. Ca ca vẽ đóa hoa này cho đệ, nói tỷ nhìn thấy đóa hoa này sẽ cho đệ tiền. Thúc thúc còn nói gì nữa không? Ca ca còn trẻ như vậy, sao tỷ có thể gọi huynh ấy là thúc thúc chứ? Huynh ấy chỉ nói 2 chữ, xuân qua. Để về nói với huynh ấy, xuân qua hôm nay không đến, tỷ sẽ cho đệ gấp đôi tiền. Ê, ca ca nói làm người không được quá tham lam. Thượng quan Thu Nguyệt, huynh có biết tình hình hiện giờ rất nguy hiểm hay không?